So back to what I was saying. Chiến lược làm vợ tại Việt kéo dài 20 năm và cá kết bị mang danh máy đẻ của cô dâu bạc tỷ châu Á. Từ từ kỳ, cô dâu bạc tỷ tài sắc vẹn toàn rút lui khỏi sâu biết từ rất sớm để toàn tâm toàn ý làm vợ đại gia. Vậy nhưng sau nhiều năm sinh con cho chồng, nhiều người ái ngại khi cho rằng cô chỉ là máy đẻ của gia đình tại Việt. Được à, vào hào môn danh giá quyền thế là ước mơ cả đời của nhiều cô gái. Vậy nhưng Lý Gia Thành con trai tài phiệt Lý Triều Cơ chỉ có một và người đàn ông này cũng chỉ chọn cho mình một người con gái nâng khăn sửa túi cho anh cả đời. Từ Tử Kỳ Có thể nói, con đường bước chân vào gia môn nhà họ Lý đến với Từ Tử Kỳ quá sức thuận lợi. Nhiều người cho rằng Từ Tử Kỳ là người phụ nữ may mắn nhất thế giới này Vậy nhưng không, để có được cuộc sống mà ai cũng phải ao ước, Từ Tử Kỳ có tới 20 năm để chuẩn bị. Từ Tử Kỳ sinh năm 1982 trong một gia đình trung lưu ở Hồng Kông. Ngay từ 5 năm tuổi, Từ Tử Kỳ đã theo bố mẹ đi di dân sang Úc. Cả một thời thơ ấu, cô sống bên gia đình ở Gold Coast trước khi quay trở lại Hồng Kông để học chương trình đại học. Không xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Từ Tử Kỳ chỉ là cô con gái bé bỏng có bố mẹ là công nhân viên chức. Bố cô là từ truyền thuận, kế toán của công ty điển CLP của Hồng Kông, sau trở thành thành viên của viện kế toán công chứng Hồng Kông. Mẹ của cô là Bành Lôi Phương, bà cùng với những người bạn thân thiết của mình lập nên công ty cung cấp thiết bị vệ sinh mang tên Lễ Khiết Bảo. Cô còn có một người em gái nữa là Từ Tử Hân, ngay từ khi còn tấm bé, mỹ nhân họ Từ đã sở hữu nhan sắc ngọt ngào đáng yêu và thanh tú. Bố mẹ không để hai chị em phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, điều kiện gia đình hoàn toàn giúp cô nàng được học tập và tự do vui chơi cùng bạn bè, trang lứa mà không cần phải so đo tính toán. Vậy nhưng, so với gia thế nhà họ Lý, gia cảnh nhà mỹ nhân từ tự kỳ vẫn giống như thuộc về hai thế giới khác nhau. Nhà không hề thiếu của ăn của để, vậy nhưng trong suy nghĩ của bà Bành Lôi Phương, đời người con gái hạnh phúc nhất là được gả cho gia đình giàu có. Với tầm niệm như vậy, bà đã đánh bóng cô con gái xinh đẹp của mình trở thành một viên ngọc hoàn mỹ. Ngay từ bé, bà Bành Lôi Phương chưa hề yêu cầu hai cô con gái trưởng của mình phải làm việc nhà, cũng không bắt ép con gái phải bươn trải kiếm sống. Đôi bàn tay của Từ Tử Kỳ trắng muốt nuột nà vì chẳng phải làm việc nặng. Mẹ cô luôn rủ rỉ với con gái mình rằng, Đôi bàn tay này tương lai chỉ có đeo nhẫn kim cương mới là đẹp nhất. Suy nghĩ của bố từ tự kỳ có phần khác biệt. Ông coi con gái như viên ngọc quý giá, nâng niu và chiều chuộng, nhưng luôn dạy con phải biết đọc sách và lễ nghi. Không phải làm việc nhà, điều mà ông cần chính là con gái phải được hưởng sự giáo dục tốt nhất. Từ tự kỳ lớn lên dù không phải là một mọt sách, nhưng cũng là sinh viên ưu tú trong mắt thầy cô và bạn bè. Năm 1996, nhan sắc và vẻ đẹp trí tuệ của mỹ nhân họ Từ khi ấy mới 14 tuổi, đã được công ty người mẫu Elis nhìn trúng. Rất nhanh sau đó, Từ Tự Kỳ trở thành người mẫu độc quyền chính thức bước chân vào showbiz rối ren. Nhan sắc thành tú ngọt ngào của Từ Tự Kỳ ngày đó chiếm được cảm tình lớn từ phía công chúng, cô nhanh chóng nhận được nhiều lời mời hợp tác chụp ảnh và quay phim. Về phía ông bà Tư, dù rằng không cực lực phản đối con gái vào showbiz nhưng kiên quyết không cho con nhận những bộ phim quy mô lớn, chụp ảnh phong cách hở hang, táo bảo. Sống giữa showbiz nhiều tranh tối, tranh sáng, không chỉ có danh tiếng, nghệ sĩ phải cần có năng lực thực sự mới có thể trụ vững với nghề. Tham gia một vài dự án điện ảnh và truyền hình, song tên tuổi của từ tự kỳ vẫn không thể bật cao ngoài nhan sắc được khen ngợi hết lời. Thực tế, chí hướng của từ tự kỳ không nằm trong showbiz. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều rằng showbiz cũng tạo vô số điều kiện cho các người đẹp giao lưu với tầng lớp đại gia. Một nhan sắc dịu dàng, một bối cảnh gia đình không thể trễ ở đêm nào, học vấn lại xuất sắc, tất cả tạo nên một từ tự kỳ tiểu thư danh giá, ai ai cũng nể phục và cảm mến. Năm 2000, cô tham gia bộ phim mang tên The Green Hope. Nhờ đó, quen biết đến con trai của tài tử Hồng Kim Bảo là Hồng Thiên Minh. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp xào phố và vô cùng tình cảm. Dù rằng, mười mươi là hẹn hò với nhau và Hồng Thiên Minh được coi là tình nhị đại, thế hệ thứ hai trong gia đình, có bố mẹ là nghệ sĩ, gia đình có quyền thế và tiền bạc, vậy nhưng anh lại không vừa mắt bà Tư. Bà cho rằng anh không phải là đức lăng quân lý tưởng của con gái. Để ly gián cặp đôi, bà từ gửi con gái sang Anh Quốc du học. Cả hai ngầm ngùi chia tay sau hai năm hẹn hò. Từ từ kỳ tiếp tục vướng vào lưới tình của một chàng trai ngoài quốc tên là Brian. Mặc dù không phản đối chuyển tình này giống như cách bà đã làm với Hồng Thiên Minh, nhưng bà vẫn cho rằng đây chưa phải là người đàn ông của cuộc đời con gái rượu. Sau một năm, cả hai chia tay lý do là vì gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều. Bố mẹ của Từ từ Kỳ vẫn cân nhắc và mong muốn con gái có một hồ sơ thật đẹp và hoàn hảo. Chính vì lẽ đó, Từ từ Kỳ hoàn thành tấm bằng thạc sĩ trong quá trình học tại Anh Quốc. Không phải vì đại gia nào cũng chỉ muốn cô vợ của mình xinh đẹp mà không có đầu óc. Rất nhiều người để ý đến việc bà xã tương lai của mình, tài sắc vẹn toàn, không chỉ có nhàn sắc mà còn phải có tài hoa để có thể lọt vào mắt xanh của đại gia họ Lý, bản thân từ tử kỳ, ngoài tấm bảng thạc sĩ còn sử dụng thành thảo nhiều ngôn ngữ. Ngoài tiếng Quảng Đông thường hải, cô còn biết tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý. Nguồn tin cho biết từ tử kỳ còn có trong tay chứng chỉ năng lực tiếng Nhật xịn so. Năm 2004, từ từ kỳ gặp gỡ Lý Sa Thành, thực tế từ năm 17 tuổi cặp đôi đã biết đến nhau, vậy nhưng phải đến năm từ từ kỳ 22 tuổi, cả hai mới chính thức hẹn hò. Lý Sa Thành là con trai của trùng bất động sản Hồng Kông Lý Triệu Cơ, ông là chủ sở hữu tập đoàn nhà đất Henderson. Năm 2012, từng lọt vào top 20 người giàu nhất thế giới với vị trí thứ 19, tổng giá trị tài sản lên đến 25 tỷ đô la, hơn 500.000 tỷ đồng. Năm 2015, Lý Triều Cơ tuyên bố rút lui khỏi ghế chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, giao lại cho con trai Lý Gia Thành lên nắm cơ ngơi. Dù rằng Lý Gia Thành chỉ là con trai thứ của Lý Triều Cơ, nhưng anh lại là, người mà cha yêu thương và tin tưởng nhất, một phần lớn tài sản của ông đã được chuyển cho con trai. Năm 2006, toàn châu Á phải sừng sốt với đám cưới trăm triệu đô của Lý Gia Thành và Tự Tử Kỳ được tổ chức long trọng và hoành tráng tại Sydney, Úc. Lý do vì sao cặp đôi chọn thành phố này để làm hôn lễ là bởi đây chính là quê hương thứ hai của Từ Tự Kỳ. Đám cưới tiêu tốn của gia đình họ lý số tiền lên đến 700 triệu tệ, tương đương gần 2.500 tỷ đồng. Hôn lễ ngàn tỷ của Từ tử, tử Kỳ và Lý Sa Thành tổ chức vào ngày 15 tháng 12 năm 2006. Địa điểm tổ chức đưa đón là vườn thực vật royal Botanic Gardens có view nhìn sang nhà hát Opera Sydney. Còn tối đến, cặp đôi có tiệc cocktail nhẹ nhàng với quan khách tại quán bar Stay Theater nổi tiếng. Lý Sa Thành, phải khó khăn lắm mới lấy được lòng người đẹp, anh chẳng tiếc công tiếc của bỏ ra 100 triệu tệ, tương đương gần 350 tỷ đồng để tổ chức một hôn lễ toàn vẹn với cách thức trang trí theo ý của từ tự kỳ. Từ tự kỳ thay hai váy cưới một cái của nhãn hiệu Eswada đính thạch anh quý trị giá 150.000 tệ hơn nửa tỷ đồng. Còn tiệc tối cô mặc một chiếc váy cưới khác được thiết kế bồng bềnh giống váy công chúa trị giá 350.000 tệ gần 1,3 tỷ đồng. Cả hai bộ máy tiêu tốn hết 500.000 tệ tương đương gần 1,8 tỷ đồng. Cô dâu tử tự kỳ xuất hiện với bộ váy trắng tinh khôi nổi bật và bộ trang sức hồn dây chuyền nhẫn vòng tay đều là kim cương. Chiếc nhẫn trên tay còn đặc biệt hơn nữa, khi viên kim cương do chính Lý Gia Thành đào được, sau đó cũng tử tay chế tác để làm vật cầu hôn bạn gái, đủ cho thấy sự thành tâm của vị đại gia này với kiểu nữ TVB. Ngoài ra, từ từ kỳ còn có một sợi dây khác đính ngọc bích cỡ lớn. Dù rằng váy cưới của cô giàu chỉ giá trị gần 1,8 tỷ đồng, song toàn bộ nữ trang trên người Gồm vòng cổ, nhẫn hoa tài của từ Tử kỳ lại có giá trị gấp 60 lần. Buổi lễ buổi sáng và buổi chiều, từ từ kỳ đều đeo xét đồ khác nhau, ước tính toàn bộ số trang sức này trị giá 30 triệu tỷ, tương đương 105 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí máy bay, xe hơi giảng sang, ăn ở, ngủ nghỉ đưa đón khách mời đều do nhà trai bao thầu. Có tất cả 100 vị khách quý của hai họ cùng bay tới Australia để tham dự đám cưới. Do đó, số tiền dành chi cho khoản này được ước tính rơi vào khoảng 6,74 triệu tệ, hơn 23 tỷ đồng. Cuối cùng, Từ Từ Kỳ đã hoàn thành ước mơ của mẹ cô trở thành con dâu nhà tài phiệt vừa có chức vừa có quyền, rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. Suốt 10 năm qua, người đẹp sinh cho nhà chồng bốn thiên thần nhỏ hai trai hai gái. Tin tức về cô trên báo chí chỉ xoay quanh việc vừa hạ sinh quý tử lại mang bầu lần nữa. Cuộc sống nhà hào môn của tử tự kỳ chưa một lần chia sẻ, vậy nhưng những gì mà người ngoài nhìn vào có thể thấy rõ cuộc cạnh tranh ngầm giữa các thế lực nhà họ Lý. Anh trai Lý Gia Thành sinh tới ba người con, tử tự kỳ cũng phải lao vào cuộc chiến để có cho mình và các con một chỗ đứng vững chắc giữa sa sản tỷ đô của bố chồng. Tuy vậy, cả bố chồng và chồng cô đều ủng hộ hết mực. Sinh con thứ tư xong, từ từ kỳ được chồng thường nóng du thuyền trị giá cả triệu đô cộng thêm nhiều bổ trang sức quý giá. Ông Lý còn vui mừng phát hồng bao cho 1.500 nhân viên dưới quyền. Mỗi hồng bao có 10.000 đô la Hồng Kông, tương đương 30 triệu đồng. Dù rằng đã từng tuyên bố không muốn sinh thêm con, nhưng trái ngược với ý muốn của cô, bố chồng khuyến khích con dâu rằng nếu như mang bầu lần thứ năm, ông sẽ thưởng 1 tỷ đô la Hồng Kông, khoảng 3.000 tỷ đồng. Vì tuyên bố này của ông Lý Triều Cơ, nhiều người tỏ ra ái ngại cho từ tự kỳ, cho rằng trong mắt gia đình nhà chồng, cô không khác gì máy đẻ.